Xin thông báo với anh chị em trong diễn đàn nhà mình á, là ba que vô diễn đàn nhà mình á, là không phải là ba que mà nửa mùa, mà ba que chính hãng tại bang Cali, rất là nhiều vô diễn đàn nhà mình. Tất cả diễn đàn anh chị em nó không cay cú ai hết, nó chỉ cay cú một mình thôi. Tại vì ở đây ông anh trai này á, là ông con của ông ba que, thì ông liên lạc với mình, ông nói là ông, tại vì ông biết tụi nó mà, ông biết tích của tụi nó, ông biết tụi nó hết. Thì những bài viết hổm gài của ông viết cho mình đó, ông con của ba que viết cho mình đó. Cha thì làm con ba que, cha thì làm ba que, con thì người yêu nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cha con đối lập với nhau. Thì những cái bài mà anh viết cho mình nó dạch tội ba que thì ông đang cay cú. Thì sáng hôm nay mình có làm một cái bài là đọc bài năm điều Bác Hồ dạy mà ba que nó không có làm theo. Thì ông nghe cái bài đó, ông về ông chửi mẹ của anh. Ông chửi mẹ của anh là ông chửi làm sao anh chị biết không? Ông chửi ông nói làm gì nè. Bà sanh ra một thằng con chợ đắng. Nó viết bài chửi lại chế độ của chúng tôi là chế độ của ba que của các ổng đó. Đấy. Thì mấy chục năm nay rồi đâu có ai mà dám mà đụng tới mấy ông ba que này đâu. Chỉ có mà anh chị em mình cùng nhau lên vạch mặt ổng, rồi bây giờ cả con ba que mà cũng vạch mặt ba que luôn thì hết đường sống rồi. Nó cay cú lắm. Rồi chỏ mỏ về đất nước Việt Nam, mà nói ở Việt Nam á, làm gái làm gú đủ thứ hết. Việt Nam mình nghèo không, thì làm gái làm gú chuyện mà không nói sao mà đi đi Mỹ rồi mấy ông bao que còn chế tạo ra mấy đứa làm gái và con cháu mấy ông làm gái đó. Ông chửi là Đào Minh Quân tay sai. Ba của anh Thi Son á, là ba que. Ôi, xin lỗi, nó lộn tên anh ra nữa. Xin lỗi, không nói tên mà nó lộn hoài. Đó. Cái đám ba que khốn nạn của chúng mày nè. Mấy thằng già ở Cali tao nói cho chúng mày nghe nè. Chúng mày á đi nằm vùng. Chúng mày đi nằm vùng đúng không? Rồi chúng mày nằm vùng nó phá chị em chúng tao, đừng có lên đây chửi lại cái lạ cái đám lão già mắc dạy ba que Cali chúng mày đúng không? Cái đám ba que tụt quần đi đó. Cho nên tao lên tao chửi chúng mày quá, chúng mày cay cú, mày về mày nói chứ mấy bà thím ở nhà mày nói là có con bên Việt Nam có con Quỷ Nhiên đó. Nó lên nó chửi cái chế độ này hoài à. Làm sao bịt miệng được nó? Làm sao? Thì mấy thằng già mày á đi nằm vùng á, rồi đi mua chuộc những cái tên mà chửi lại tao đó. Rồi ông Phượng Nguyễn nó mắc mưu rồi đó, nó bị rút lui rồi đó. Còn tao thì tao đâu có rút lui. Tao vẫn chửi mấy thằng già chó đẻ chúng mày. Hiểu không? Mấy thằng già bao que. Vậy nên mấy thằng già bao que tụi bay chết đâu hết trời, thằng giỏ gì nè. Thằng Sơn Võ nè và Ba Que nè tao nói cho mày nghe nè. Ơi, cái tụi Ba Que chúng mày đi qua bên Mỹ rồi, đi qua bên Mỹ rồi mà sao mà còn chế tạo ra mấy con nữ mà gọi là mấy con nữ mà bán cà phê lữ vậy tụi bay hả? Tụi bay chế ra những cái đứa cà phê lữ á ở chỗ tiểu bang Cali tụi bay á. Trời mẹ ơi, tụi bay sao đi qua bên Mỹ rồi mà tụi bay còn chế tạo ra cà phê lữ vậy tụi bay? Cái vụ này tao khoái nha, cái gì tao nói để tao bắt cho tụi bay coi. Trời ơi, coi mát mẻ lắm bà con ơi. Nè, vui lắm thấy không, trời ơi thấy mát mẻ lắm. Cà phê lữ đó, cà phê lữ ở chỗ cô bao que đó nghe này.
ông anh này ông quay đoạn clip này ông gửi cho mình nè đấy ăn. Ở trên dưới dưới đâu có mặc quần áo đâu, chỉ che có một miếng vải ở ngoài thôi, mỏng thôi coi nè đấy, có sướng chưa đấy hen, đấy ba que đó, ba que xứ thiên đường đó hen, đó chế tạo ra những cái cà phê lữ cỡ này nè hen, vậy mà chỏ mỏ về Việt Nam. Ơi ba que, sao tụi mày chế ra cái những cái đứa con cháu chúng mày mà làm gái vậy ba que? Chuẩn bị hai tay tháng 9 rồi, đất nước chọn niềm vui. Hai tay tháng 9 mà nó kêu gọi xuống đường biểu tình, kệ để cho nó đi đi. Để cho nó đi đi anh chị em. À, là quay lén thôi kìa, quay lén thôi chứ không có được mà quay công khai nè. Ba que chế tạo ra con cháu của ba que đó đi làm gái đó đó. Hai tay tháng 9 xuống rồi, đất nước mình chọn niềm vui thì ba que nó kêu xuống đường, đứa nào xuống đường ngu thì xuống đường ở tù chết mẹ nha, đứa nào ngu thì đi xuống đường ở tù nha. Trời ơi mẹ không ăn nữa. Mấy thằng quan tham hả, mấy thằng tham nhũng hả, chữ nó rồi để cho nhà nước lo. Tao nói cho mày nghe nè Sơn Võ, tao nói cho mày nghe nè Sơn Võ, ở nước văn minh nào nước nào cũng có quán cà phê hay là quán đèn mờ hay là quán gái gú là chuyện bình thường đúng không? Vậy thì qua ở nước nào cũng có đĩ điếm hết trơn. Ở nước Việt Nam đĩ điếm này là ngày xưa của thằng Việt Nam Cộng Hòa đó tiếp tay cho Mỹ đem vô là đĩ điếm là của nó để lại ha. Thì bây giờ nó chỏ mỏ về Việt Nam, nó nói là Việt Nam mình đó là bán gái dẫn gái đi Trung Quốc rồi nước này nước kia ha, mấy thằng ba que với mấy con đĩ ba que nó chửi vậy đó, nó nói là Việt Nam mình đó hả, bán gái dẫn gái qua Trung Quốc, dẫn gái lấy chồng Tây, chồng Trung Quốc. Vậy ta hỏi cái đám ba que chúng mày nè Sơn Võ, vậy chứ nó ở Cali nó có làm đĩ không? Ủa nó ở Cali nó ở Mỹ mà sao nó qua tới đó rồi xứ văn minh giàu có mà ở bển giàu lắm mà sao đi làm đĩ làm chi vậy? Ở xứ văn minh mà sao còn đi làm đĩ? Con cháu của mấy thằng ba que ở Cali nó đi làm đĩ đó, nhục không? Bây giờ cũng sạc rồi. Sạc ở dưới giường á. Trung Minh Mẹ Lê. con Mẹ. Ta hỏi chúng mày nè, đi qua bên Mỹ mà sao chúng mày ở bển giàu lắm mà nước văn minh mà sao chúng mày qua bển dạy con cháu chúng mày đi làm đĩ chi à, đi bán cà phê làm chi à, đi bán cà phê hay mặc đồ đàng hoàng nói làm chi, mặc có cái áo không mỏng lét à, đưa vú đưa 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 chim đưa bướm cho người ta xem hả, mấy thằng bao que già hả? Ủa tao nghe mấy thằng bao que tụi bay dạy con cháu tụi bay sắc sảo lắm mà hả, mà sao tụi bay để cho con cháu bay đi làm đĩ ở bên xứ ngự vậy hả? Hả mấy thằng chó ba que già, hả mấy thằng chó chính phủ lâm thời chính phủ hết thời hả, mấy thằng đầu trâu mặt ngựa nè. Tao nói chúng mày biết nè, ngày xưa thời năm 86 thời 1945
năm 93 đảo về trước á, Mỹ nó còn cấm vận đất nước Việt Nam á, thì chúng mày có thể lật đổ được cộng sản. Đúng không? Sau năm 95 mà Mỹ nó mở cửa rồi, nó cấm, mở cấm vận rồi, nó còn không mở, nó mở cấm vận rồi, làm sao chúng mày lật đổ được cộng sản được? Tại vì bố Mỹ chúng mày, đúng không, mở cấm vận rồi thì cho đặt một cái đại sứ quán Việt Nam, là phải khi mà Mỹ, cái bố Mỹ chúng mày á, để cho Việt Nam đặt lên một cái đại sứ quán trên đất nước Mỹ á, trên đất nước Mỹ á, thì bố Mỹ của các mày á, các mày bao que là phải bảo vệ cho cái lá cờ Việt Nam, lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Chứ bố Mỹ mày mà không bảo vệ cái lá cờ đỏ sao vàng đó thì cả thế giới sẽ trách bố Mỹ chúng mày. Vì cho nên á, bố Mỹ chúng mày đã chấp nhận cùng bắt tay với Việt Nam làm ăn rồi á, bố Mỹ chúng mày để cho đặt cái đại sứ quán lên bảo vệ cái lá cờ đỏ sao vàng thì chúng mày chết mẹ chúng mày rồi. Chúng mày không còn cửa nữa mà lật đổ cộng sản đâu. Chúng mày sẽ chết. Nghe không? Chúng mày đời này chúng mày á, là sẽ chết, không còn chỗ, không còn cửa chúng mày để lật nữa. Hiểu không mấy thằng bao que? À, rồi á, tao chửi tiếp chúng mày nè. À, bố Mỹ chúng mày hiện nay giờ đang bảo vệ cái lá cờ đỏ sao vàng ở trên đất nước bố Mỹ chúng mày. Mà chúng mày ngồi đó chúng mày mơ mộng lật đổ. Với chúng chừng nào mà bố Mỹ chúng mày mà chấp nhận cái lá cờ của chúng mày mà treo ngang hàng, treo đặt ở trên đại sứ quán Việt Nam, lúc đó mày chúng mày mới có cửa lật đổ cộng sản được. Hiểu không? Hiểu chưa? Bố Mỹ chúng mày bây giờ đang bảo vệ cái lá cờ đỏ sao vàng mà chính chúng mày ở tại bang Cali đó đó, chỗ Phước Lộc Thọ đó, chỗ phố Bô Sa, đường Bô Sa đó. Ha, chúng mày đâu có làm gì được đâu, chúng mày đang cai cú à. Cai cú được đâu. Ha, lật được đâu. Tức quá ngồi chỏ mỏ về suối đi, tụi bay đi xuống đường đi. Con nào thằng nào mà nghe lời tụi bay đi xuống đường thì con đó thằng đó đi tù chết mẹ. Tụi bay bển tụi bay cười, lũ chúng bay đang phá hoại mà, đang phá hoại đất nước mà, chúng mày mà lật được cái mã mẹ tụi bay chứ lật cái gì. Mấy thằng già, tao thì tao hổn, tao hổn, tao chửi mấy thằng già, mấy thằng bay, mấy thằng già mà cầm cờ mà đòi lật đổ cộng sản á. Tụi bay mày lật cái gì, mày lật cái mã mẹ tụi bay lên, bây già rồi thấy không, mày lo cho con cho cháu đi, 70-80 tuổi hết rồi, cũng có cháu nội cháu ngoại rồi, thôi coi chăm cháu nội cháu ngoại đi. Rồi tụi bay bắt chước á, ông Nguyễn Phương Hùng nó khôn hồn á, xin về nghị quyết 36 đi ha, đi về đất quê hương đất mẹ đi, có chết chết trên đất nước Việt Nam đi, bỏ xương nơi đất mẹ đi chứ đừng có bỏ xương nơi đất khách á, nhục lắm nghe mấy thằng bao que.